Em chào tất cả các bác. Đây là một cái cây địa lan các bác. Một cây địa lan là củ già. Em ươm ở trong cái cốc. Em ươm bằng xốp. Dưới là xốp các bác. Xốp và bột dừa. Một lượng bột dừa rất là mỏng để cho nó ngập một nửa thân cái cây địa lan. Thì cái bột dừa này nó cũng làm cái rất là tốt. Em hay dâm những cái củ già đây các bác với địa lan. Địa lan thì dâm củ già nó cũng rất là hay. Lá đây trồng bột dừa lá nó cũng nhìn chung là nó cũng khá là ổn. Nó cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng cái này thì nó phù hợp với những cái cây mà mình trồng những cây nhỏ, cây già. Cây già, cây yếu, cây già, củ già thì mình mới dâm vào bột dừa các bác. Còn nếu như mà những cái cây mà nó là cái cây tơ như này tách ra thì nên trồng 100% vỏ thông. Hoặc là bằng dớn cọng, bằng xỉ than, bằng đá bọt, bằng cái gì cũng được. Các bác thích trồng cái gì thì các bác trồng cái đó. Hoặc là cả nhà bác có cái loại giá thể nào các bác trồng loại giá thể đó. Không nhất thiết là cứ phải là mua mới các bác. Riêng địa lan hay là tất cả các loại lan, lan kiếm, lan phi điệp hay bất kỳ loại lan nào, thì em cũng nói là mỗi loại thì nó sẽ có một cái ưu đặc điểm riêng. Mình cái quan trọng của cái cây lan là nó cần độ ẩm mà. Thế nên các bác chỉ cần điều tiết được cái độ ẩm của cái chậu này là cây nó có thể sống các bác nhé. Còn đương nhiên là mình trồng thì nó không thể sống 100% được. Nó sẽ có những cây chết, đó là chuyện đương nhiên các bác nhé. Dù địa lan, kiếm hay là phong lan, phi điệp hay tất cả những loại khác, cây nào cũng vậy thôi. Nó cũng sẽ có những cây chết và cũng bị bệnh. Thì cái giá thể nó cũng chỉ là một phần để mình giữ ẩm thôi. Thì đây là cái mà em dâm bằng bột dừa, củ già. Sau một năm nó đẻ ra một cái thân hai lá này, rồi đẻ thêm mầm nữa. Thì năm có nghĩa là sau một gọi là hơn một năm. Đến bây giờ thì nó gần 2 năm rồi. Thì em thường em hay tách địa lan và trồng và mua bán chủ yếu là vào dịp cuối năm này. Thì đây là em nhâm dâm mấy củ già, hình như là hoàng vũ hay là thanh ngọc hay gì đó, em không nhớ lắm. Nhưng mà khi mà mình dâm những củ già như này vào thì nó có thể nảy mầm và thân nhỏ, thì sau đó mình có thể cứu được. Ví dụ như cây lan quý, các bác có thể là cây lan mà nó quý mà cái đột biến ấy, nó quý mà có củ già, thì các bác có thể là nhân cái củ già này mình xong dâm vào bột dừa nó rất là tốt. Đây như cái bột dừa này là em dâm xong rồi là em cho cái phân chì các bác, phân chì. Đấy, các bác thấy phân chì không ạ? Đấy, phân chì. Nghĩa là sau khoảng 1 năm thì mình cho phân chì. Phân chì nó cũng khá là ok. Phân chì của Nhật đấy các bác. Nó cũng rất là tốt. Thì đây là cái cây em dâm củ già. Em thấy nó rất ok. Rồi em nhổ ra một chút rồi xem nó có bộ rễ như nào các bác nhé. Thường thì là những cái chậu mềm này nó rất là dễ này. Bóp ra một cái là được. Bóp ra một cái để mình có thể rút ra được các bác. Đây, mình nhấc ra đây. Để đây. Để xuống đất đây. Đấy. Đây. Các bác trong này là xốp này. Đấy, chỉ có xốp thôi. Đít nó chỉ có xốp và đít chậu thôi. Chỉ có xốp thôi. Và bột dừa. Đấy, củ già này em dâm đây bộ rễ đây mọi người nhìn thấy. Các bác thấy cái bộ rễ cũng rất là trắng. Rất là sạch. Trắng sạch đúng không ạ? Trắng sạch. Đây, đây là cái phân chì các bác nhé. Cái bột dừa em thấy nó rất là hiệu quả và rất là rẻ. Các bác không cần phải riêng củ già các bác không cần phải quá quan trọng vào những cái giá thể cầu kỳ. Đây là em thấy là dâm vào cái này cũng rất là ok. Đấy, củ già. Mà khi mà những cái củ già này nó các bác nhổ ra như này, củ già này thì đây em dâm cái củ già này vào thì nó bị hỏng rồi. Những củ già hẳn này nó hỏng rồi. Đây này. 3-4 củ già nó hỏng, nó thối rồi. Các bác, nhưng mà nó lại ra được một cái hướng rất là đẹp. Lá nó cũng là khá. Nó nhỏ thôi, nhưng nó cũng khá đẹp các bác. Thì những cái cây như thế này thì mình sẽ tách nó ra. Mình sẽ tách nó ra thì mình đây, để em lấy cái kéo các bác. Đây là cái em vừa đi lấy cái kéo các bác. Đây, cái củ già như này. Thì thường những cái củ mà nó già quá như này mà nó cứng ấy nhá. Cái củ già nó vàng ấy, nó vàng cái này này các bác. Nó vàng chóe này, nhưng mà nó còn cứng thì các bác giữ lại. Còn những cái củ nào nó hơi mềm thì các bác cắt nó đi. Hoặc là các bác cắt bỏ nó đi luôn cũng được, không sao cả. Thì mình cứ tách như là mình tách cây thôi, như tách cây. Như tách cây. Nó già. Cắt này quan trọng là các bác cắt phải đúng mạch để cho cái vết này nó rất là bé đây này. Các bác nhìn thấy không ạ? Nó chỉ bằng cái đầu kéo thôi. Nó rất là nhỏ. Đấy. Khi ở những cái vết nhỏ này thì các bác để khô hoặc bôi vôi. Các bác dùng những cái chổi nhỏ, các bác quét các bác bôi vôi vào. Bôi vôi hoặc bôi keo rửa sẹo tùy các bác nhé. Những cái cây này thì mình có thể là dùng cồn mình ấy được để sát khuẩn nó đi. Sát khuẩn nó đi là ok. Cái này em cầm kéo nó hơi bị cùn.
những cái rễ riêng địa lan này các bác, riêng địa lan những cái rễ gập này không nên tiếc, cắt luôn, cắt luôn, xong mình bôi keo vào những cái vết này, bôi keo bôi vôi các bác, tùy nhé. Đấy thì có những cây như này, xong mình sẽ mang đi trồng. Thì riêng về cái địa lan á, riêng về cái địa lan thì nó cũng khá là dễ, nhưng mà ngược lại nó cũng rất là khó, nó khó hơn lan kiếm rất nhiều, nó khó hơn lan kiếm rất nhiều các bác. Kiếm nó dễ hơn. Địa này thì nó phải khu vực, chứ không phải là khu vực nào cũng có thể là trồng sống tốt được. Địa này nó khó hơn. Địa này thường nó phải là khí hậu mát các bác nhé. Nó phải thật là mát. Đây này, khi mà các bác tách ra những cái rễ này, cái rễ này các bác bóp mà nó mềm á. Đây này, các bác bóp xem nó mềm đến đâu. Nó mềm đến tận gốc thì cắt tận gốc luôn. Như cái này em bóp là thấy nó mềm đến tận gốc, cắt tận gốc luôn. Đấy. Để kéo này nó hơi cùn. Các bác. Kéo hơi cuồn quá các bác. Để lúc nào em đầu tư mua kéo mới thì kéo này hơi cuồn. Kéo là nhà em cũng có bán, nhưng mà là em bán ở cửa hàng ngoài Vạn Phúc các bác. Còn ở vườn thì không có. Ở vườn thì không có bán các bác. Đấy, các bác cho ra vệ sinh nhé. Các bác vệ sinh luôn cả những cái này. Vệ sinh cả những cái này luôn. Gọi là những cái bẩn. Tất cả những cái bẩn liên quan đến cái bẩn của cái cây địa lan. Đó, bỏ đi, vệ sinh. Cái củ này thì em chắc là em sẽ trồng thử luôn bằng giá thể bột dừa 100% để xem là năm tới là nó như thế nào. Các nhưng mà thường thì em thấy là trồng bột dừa nó khá là tốt đấy. Khá là tốt đấy. Đấy, khi em có những cây như này xong mình sẽ bôi keo hoặc bôi vôi ở đây nhá. Các bác riêng những cái cây địa lan này kiếm các bác có vôi thì bôi vôi. Có gì bôi đấy. Bởi vì cái này là nó ít khi nó bị thối lắm. Nếu với những cái vết cắt ở củ dài này ít khi bị thối. Các bác có thể bôi bằng những cái gì mà các bác có, các nhé, keo bẩn sẹo này, vôi này, cồn đổ hạng được, cái gì có tiện có cái gì thì mình dùng cái đấy, không quan trọng địa nó cây nào nó cây lan mà nó rất dễ trồng, các bác cây lan nó là cây dễ trồng, đây những củ dài như này các bác cắt bỏ đi, cắt bỏ củ già hỏng, đấy, đây này, như hai củ này thế nhá, cái quan trọng khi mà các bác tách địa lan ấy, thì các bác quan trọng khi mà mình tách, mình phải xác định được đâu là cái hướng nó đẻ ra, đấy ví dụ như cái củ này nó đẻ ra từ củ to này, củ to này đẻ ra củ này, củ to này cũng đẻ ra củ nhỏ này, củ to này, đấy nó đẻ ra cả hai bên, thì mình xác định được cái hướng của nó để mình tách, thì như cái củ này mình tách là mình nghiêng nó ra một chút này thôi, đây là bình thường như này bác dùng ngón tay nghiêng nó ra một chút, đấy xong cho kéo vào đúng cái khớp nó, khớp nhát, thế xong củ già vứt đi, vết này bác có thể bôi bằng bất kỳ cái gì mà nhà các bác có, keo rồi sẽ bọc vôi, các bác mua khoảng 20-30 nghìn tiền vôi thì dùng thoải mái luôn, đây này, những cái này này. Những vết cắt đây này các bác, những cái rễ này, đấy, những cái rễ đây các bác cắt vào trong cái phần nó còn trắng nhá, cắt trong phần còn trắng, đấy, cắt nó đi, cái này thế này, cắt trong phần trắng xong rồi các bác có thể bôi vôi, bôi keo rồi sẹo vào cái đầu rễ này cho cẩn thận sạch sẽ này, có nghĩa là sau khi mình cắt xong ấy, như cái này là cắt xong như này là em được ba khóm củ già lên, ba khóm, cũng chả nhớ nó là cây gì đâu, đấy, những ba khóm cây này thì khi mà em trồng giá thì bột dừa các bác thấy lá nó khá đẹp đúng không? Củ già lên đấy, lá khá đẹp chứ không phải là bột dừa quá ẩm mà là không tốt đâu các bác. Đây, các nhìn lá khá đẹp đúng không? Lá rất đẹp. Thì củ dài như này, xong đó thì mình sẽ để thường ấy, thì em sẽ là để một lúc hoặc một ngày thì em mới trồng để khô ấy, để cho những cái vết bệnh nó khô đi các bác. Như cái này thì tí em còn phải vệ sinh đã, các bác. Tí vệ sinh nốt mấy cái bẩn đi, vệ sinh nó sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ để cây nó thoáng gốc thì sau nó nhiều, nó có mắt nó hở mắt thì nó mới đẻ nó mới nhanh các bác. Vệ sinh đi, sạch sẽ, xong mình để khô khoảng một ngày là tối đa, còn không thì mình chỉ để khô khoảng 2-3 tiếng xong mình trồng luôn. Mục đích để khô ấy là để tất cả những cái vết này này, tất cả những cái vết cắt nó khô, nó liền vào nhau. Hoặc là như khi bác để khô, bác bôi cái lần sẹo xong thì phải để cho nó khô xong mình trồng. Thì xong mình tưới, mình trồng xong mình tưới thông chậu các bác nhé. Thì cái trồng và tưới thông chậu ấy thì em cũng có làm một cái video về trồng cái địa lan này rồi. Thì có khi là các bác xem lại giúp em ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé, ở cái mục địa lan. Hoặc là mai em sẽ quay lại cái cảnh trồng lại ba cây này, sau em sẽ up lên các bác cùng xem các bác nhé về địa lan, bởi vì bây giờ cũng bắt đầu đến cái mùa mùa thời tiết nó cũng mát, ở ngoài Bắc nó mát rồi thì mình có thể trồng lại được địa lan các bác nhé. Có những bác là đã trồng từ tháng trước rồi, nhưng có những bác là bây giờ mới trồng, có những bác tháng 9 rồi, có những bác là tháng 10, tháng 11. Cái quy trình và quá trình trồng địa lan của nó dài từ khoảng tầm tháng 7, tháng 8 năm nay đến khoảng tầm tháng 2 năm sau các bác nhá. Thế thì như địa lan ở nhà em cũng bán, thường em chỉ bán trong cái khoảng đấy thôi, trong cái khoảng từ tháng 7 tháng 8, có cái lúc nào mà
cây nhà em mà em cảm thấy là tách được thì em sẽ bắt đầu tách, em tách em bán và chia sẻ. Thì có những cây thì có những cây thì không có. Thì quy trình thì nó dài từ bây giờ đến tầm tháng 2 thôi. Từ tháng 2 đến tầm tháng 8 thì em lại không bán, tại vì nó là cái thời kỳ phát triển, thời kỳ trồng 100 thôi, chứ bán cái này thì không nhổ gửi được các bạn. Như bây giờ đang mùa có thể trồng được thì cái nhổ gửi thoải mái các bạn. Thì có gì đợt tới này em sẽ làm thêm nhiều video về địa lan từ giờ đến Tết các bạn nhé. Thì có gì thì các bác theo dõi thêm. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Em xin phép chào tất cả các bác.